chín, Rồi. mười, Ôi. nhanh lên. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình tổ chức cho mấy thằng cu này một trò chơi nhận thưởng anh em ạ. Thưởng thì không to nhưng mà tổ chức trò chơi cho nó vui. Luật chơi hôm nay là sẽ cầm vói cọc này. Đấy, cúi đầu xuống. Và quay đủ 10 vòng nha anh em. Lượt chơi đầu tiên thì sẽ quay 10 vòng. Nhưng mà những cái lượt chơi tiếp theo ấy, thì mình sẽ tăng cái mức độ vòng lên nha. Quay xong 10 vòng thì lại cầm quả bóng kia lên. Đấy, để lại đây. Đây cầm quả bóng lên và đúng thẳng về phía trước kia nha. Thằng nào sút được xa nhất thì thằng đấy sẽ là người chiến thắng. Và mình sẽ có 3 lượt chơi anh em ạ. Mình sẽ có 3 lượt chơi nha. 3 lượt sẽ là 3 lượt khác nhau nha. Đấy. Có 3 lượt chơi và thằng nào mà được thắng được nhiều lượt hơn thì thằng đấy là thằng chiến thắng. Ok chưa? Lượt chơi đầu tiên là của đồng chí Mạnh nha. Ok, xoay đây 10 vòng. Nhanh lên nha. Sáu, bảy, tám, mười rồi. Lại ôm bóng nhanh đi. Ôm lên nó đã. Ok. Thằng đầu tiên 5m30 nha. Bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôm lên, ôm lên. Đã. Rồi, thằng này nhất rồi. Dạ. Ôm bóng về. Thằng này nhất rồi. Mấy thằng này chắc. Ok, thành viên tiếp theo. Xoay. 1 2 3 4 5 Được 5 vòng, đừng chơi. Rồi, đến lượt thằng đứng đi. Thằng đứng rồi, đứng quá đấy. 10 vòng quá nhanh lên nào. 1 10 Rồi lại ôm bóng đá nhanh. Bắt đầu quay đi. 1 Hãy cho anh. 2 3 4 5 6 7 8 10 Nhanh lên.
Ok, thì bây giờ lượt thứ hai sẽ là bóng nhỏ hơn anh em ạ. Đấy, và số vòng sẽ tăng lên là 15 vòng nhá. Ok, bây giờ đến lượt thứ hai nhá, quay đi. 1 2 đếm mấy? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cuối đốt chuông 14 15 rồi chạy lên đá. Wow, đang đi vận chuẩn hơi bị xa luôn đó, băng quả lúc này đây. Ok, đây là cái thành viên mà đứng thứ hai của hiệp đầu nhá. Rồi, quay đi. Cố gắng lên không là thằng kia nó đoạt giải đấy. 100 ngàn đấy. Nhanh lên. Ok, phải đi, đếm mày. 1 2 Thành viên này chóng mặt đần luôn. Cố gắng lên. Một vòng nữa, một vòng nữa. Rồi lên. Ok nha, đây là thằng này là thằng chiến thắng trong hai cái lượt chơi vừa rồi. Và bây giờ mình sẽ cho hai cái thằng này là hai thằng đều xấp xỉ nhau anh ạ. Bây giờ mình sẽ cho hai thằng này chơi một lượt cuối cùng. Lượt này nếu như thằng nào thắng thì mình sẽ cho thằng đấy 50 ngàn. Ok không? Nhưng mà cái lượt chơi này nhá, là quay 20 vòng này. Quay xong là cầm cái cọc này này, lại đập cái quả bóng nữa. Đơn giản thôi. Không cần phải đá. Lại đập quả bóng nữa đi xa được bao nhiêu thì thằng nào thắng thì thằng thắng. Đơn giản không? Đơn giản đi. Rồi. Thằng nào chơi đâu? Chết chó chứ hết rồi anh ạ. Thôi em mới đàn chứ thắng được nhất rồi thì chết chứ. Ok bắt đầu. Nhanh lên. Đây một cái đóng dấu vào đây. Cùng khá là xa nha ạ. Ok bây giờ mình sẽ làm một cái dấu ở đây nha. Đấy bỏ cái dấu vào đó. Ok. Có thắng được không? Cái nàn chưa thua đây chưa có thắng được không? Đấy. Cố lên nhé. Cố gắng nghỉ sức không? Không cần à? Không cần quay luôn nhá. Quay.
1 2 Nôn lên, nôn. Mạnh lên. Rồi, thẳng rồi. Cân nhắc một tí. Đi lên coi vạch. Ok. Ok. Vậy là thằng cu này đã chiến thắng với cái lượt chơi thêm này, lượt chơi phụ. Đã lấy bóng. Ok, thì trò chơi hôm nay đã kết thúc anh em ạ. Và thằng cu này là đạt giải trong cuộc thi, đạt giải nhất trong cuộc thi nhá. Còn thằng này thì được cái giải giải phụ, giải chơi thêm anh em ạ. Này, giải phụ này, nắm nhanh đi. Anh em một tao không? Cảm ơn anh Sơn. Thôi, cảm ơn anh em đã đón xem video của bọn mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye thằng Vương tư tạt luôn. Ngọc nấu. Chưa này. Uống đi, uống cho lai sức. Nốt. Yến ơi. Lạc cái đó. Lạc ngươi á. Lạc ngươi. Ui, Yến không có. Chả gì đây, hỏa mặt ra. Không, em uống được không? Lạnh. Khỏe nhá. Khỏe nhá. Ai? Cho hẳn 1 tháng qua đây không chuyển liên. Thôi là nhò cái cháu này. Có khỏe anh đi lấy. Dùng cái thang lên hủ chất to bụng.